chết nè. Chết là chưa. À, à, mày dám chạy đâu? Ồ, con gián. Con gián bò đâu rồi đó? À, dạ, hình như nó chạy ra ngoài cửa rồi đó nào. Con gián đâu? Con gián đâu rồi? Hả? Con gián nhìn cũng dễ thương mà ta. Sao mẹ lại ghét con gián vậy ta? Nhìn cũng giống con dế hay cào cào thôi. Mình nghe TV nói mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Chắc là gián phải có nhiệm vụ gì đó, đúng không? Bạn nói đúng đó. Chắc là mình phải bảo vệ loài gián thôi. Có chuyện gì vậy? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê của bạn được không? Mấy bạn đợi mình xíu nha. Ủa, mà mấy bạn định làm gì vậy? Tụi mình nuôi con này nè. Hình như phụ nữ ai cũng sợ gián. Được rồi, mấy bạn dám nuôi gián hả? Bây giờ bạn đã có nhà riêng rồi, bạn muốn làm gì cũng được, không sợ ai phá hết. Trời đất ơi, ở đây mà nhiều gián quá vậy. Trời ơi, ai cứu tôi vậy? Hey, biệt đội tiêu diệt gián đã có mặt. Chết rồi nè. Chết rồi nè. Chết rồi nè. May mà có các mẹ với xe to cứu đó. Còn hay quá ha. Dám nuôi con gián. Con có biết là con gián là loài côn trùng mang mầm bệnh cho con người hay không? Dạ, tại tụi con cũng phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đúng là mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Nhưng nhà ở không phải là nơi để nuôi gián. Giống như con người thì không thể sống ở dưới nước vậy đó. Con biết chưa? Dạ, bây giờ tụi con hiểu rồi. Sau này con sẽ không nuôi những loài có hại trong nhà nữa.